Video trước mình có hướng dẫn các bạn là sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời để bơm nước cái motor này. Thì có một số bạn có hỏi là kết nối từ pin ra cái motor này như thế nào. Thì thực tế ra là điện áp từ cái tấm pin này chúng ta sẽ đưa trực tiếp vào cái motor này, không có đấu qua một cái thiết bị chuyển đổi nào hết. Các bạn cứ cắm vào kết nối trực tiếp thôi là motor nó sẽ quay. Đó. Và ngắt điện ra thì motor nó sẽ hết quay. Cái này là hoàn toàn miễn phí nha. Tuy nhiên cái lượng nước thì nó chưa có nhiều. Nên là video tiếp theo này, phiên bản số 2 này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là độ chế cái motor bơm nước này, công suất nó sẽ cao hơn, cái tua bin nó sẽ mạnh hơn, và chúng ta sẽ xem là cái lượng nước nó sẽ như thế nào. Thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để chế tạo cái phiên bản bơm nước số 2 này thì tôi sử dụng là thứ nhất là cái đầu bơm nước sử dụng cho máy cắt cỏ. Cái này các bạn cứ lên mạng tìm đầu bơm nước sử dụng cho máy cắt cỏ thì nó sẽ ra. Giá của nó khoảng tầm 150 thôi. Đây là cái đầu bơm chìm, do đó chúng ta chỉ cần nhúng nó xuống nước và khi quay cái đầu này thì nước nó sẽ lên. Ở đây ra ống khoảng gần cỡ 34, lượng nước khá là nhiều. Và để kéo cho cái đầu bơm này hoạt động thì chúng ta sẽ sử dụng cái motor không chổi than kết hợp sẵn với mạch điều khiển. Thì cái này mình mua ở đâu mình sẽ cho cái link cho các bạn mua. Nó có sẵn hết rồi. Thì đây là cái motor không chổi than lấy trong máy photocopy thôi. Cái người bán ở đây này họ đã chế thêm cái mạch điều khiển nữa để tạo xung để bơm vào trong đây để điều khiển cái motor để nó quay. Nói chung là về dòng cái motor mà không chổi than nó rất là tiết kiệm năng lượng và nó khỏe, chạy được tua cao. Bây giờ để xác định xem cái chiều quay mà nó ra nước nhiều, tôi sẽ đi thử thí nghiệm với cái đầu bơm này xem nước nó ra như thế nào. Bây giờ để thí nghiệm với cái đầu bơm nước này thì tôi sẽ sử dụng một cái khoan điện. Cái khoan này có thể đảo chiều quay được. Chúng ta sẽ xem coi cái chiều quay nào cái nước nó sẽ lên nhiều. Đầu tiên là tôi sẽ quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, gắn vào đây để chuyển cái chuyển động xuống. Cái này là bơm chìm, do đó chúng ta chỉ cần nhúng xuống nước là nó sẽ ra nước thôi. Các bạn có thấy không? Thấy cái lượng nước này. Bây giờ tôi sẽ cho quay theo chiều thuận chiều kim đồng hồ thì các bạn sẽ thấy nước nó ít hơn. Để đảo lại này, đó, cái lượng nước nó sẽ nhiều hơn. Cái việc thí nghiệm này để cho chúng ta biết là khi mà chúng ta muốn sử dụng cái motor chúng ta gắn chuyển động xuống cái trục này thì nó sẽ quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, như vậy thì nước nó mới lên mạnh được. Tiếp đến là cái motor không chổi than dùng để chế quạt. Cái motor này thì sử dụng điện áp là 12 tới 24V, sử dụng với pin năng lượng mặt trời của mình sẽ là rất là phù hợp. Thì cái motor này nó đã kèm một cái mạch để tạo xung. Bây giờ tôi sẽ kẹp cái mạch này vào điện bình ắc quy và để kiểm tra xem cái chiều quay của motor này nó sẽ như thế nào. Cái này sẽ là chiều quay nguyên bản của nó khi chúng ta mua về nha. Tôi sẽ nhá điện cho các bạn dễ xem. Đấy. Tức là nó sẽ quay theo chiều này. Và chúng ta mong muốn là nó phải quay theo chiều ngược lại như thế này thì cái lượng nước ra nó mới nhiều. Do đó giờ chúng ta sẽ tiến hành đổi chiều quay lại cho nó quay theo chiều như thế này. Thì các bạn sẽ lật cái mặt phía trục này. Các bạn nhìn vào cái phía rắc này nhá. Các bạn nhìn xuyên vào trong. Ở cái góc này nó sẽ có cái con điện trở là G1 nhá. G1. Chúng ta sẽ đưa mỏ hàn vào và tháo cái con điện trở G1 ra thì chiều quay nó sẽ đảo lại. Giá trị của nó sẽ là 3 số 0, tức là điện trở 0 ohm á. Thì bạn nào mà không thích tháo cái kiểu đó, chúng ta có thể gõ cái trục này ra, nhấc ra, xong rồi như gỡ bo mạch ra. Chúng ta nhìn đúng cái vị trí G1 đó, chúng ta rút ra. Tuy nhiên cái cách đó các bạn phải gỡ nó mất công. Còn bạn nào nhìn đúng cái vị trí đó, chúng ta đưa mỏ hàn vào, chúng ta chấm rơi con điện trở đó ra thôi. Thì tự động cái chiều quay nó sẽ đảo lại. Để thử chiều quay mới cho các bạn xem nha. Đó, các bạn có thể thấy nó sẽ ngược với ban đầu. Ban đầu nó sẽ quay theo chiều kim đồng hồ, bây giờ nó quay ngược chiều kim đồng hồ rồi ha. Đó. Tôi đang để chế độ chậm nhất, chế độ nhanh thì nhìn qua camera nó khó. Sau khi hiệu chỉnh được chiều quay của motor, để kết nối được cái motor này với cái đầu bơm nước, thì chúng ta sẽ sử dụng cái trục các đăng. Đây này, cái khớp nối các đăng này. Khớp nối từ 6 qua 8, các bạn có thể sử dụng khớp nối 8 qua 8 cũng được. Cho tôi không mua được cái loại đó, nên tôi mua cái loại 6 qua 8. Thì cái khớp nối các đăng này, nó có tác dụng truyền cái chuyển động giữa hai trục khác nhau, nó bị lệch nhau thì cái khớp nối này nó có thể chuyển động được hoàn toàn. Cái từ các đăng này, cái từ phiên âm tiếng Việt thôi,
Còn tên tiếng Anh của nó là như thế này. Cái khớp nối này do cái nhà khoa học người Ý. Ông này vừa là nhà khoa học vừa là nhà văn, kiêm con bạc luôn. Nói chung là ông này khá là đa tài. Thì cái khớp nối này chúng ta sẽ gắn vào motor, sau đó truyền qua cái trục. Trục này các bạn sẽ mua thêm một đoạn trục thép hoặc là inox có đường kính là 8 ly để chúng ta gắn vào đây. Ngoài cái trục cắt đăng này thì các bạn cũng có thể sử dụng cái đầu nối chuyển trục motor. Thì các bạn để ý này, cái ở giữa này người ta có xẻ rãnh nó thành cái hình lò xo, truyền chuyển động giữa hai cái trục có độ lệch khác nhau, thì cái lò xo này nó sẽ cho phép cái chuyển động truyền được truyền qua được. Các bạn sẽ gắn vào đây cái trục 6 ly. Các bạn sẽ hàn thêm một đoạn sắt 6 ly để chúng ta gắn vào cái trục khớp nối motor. Đó. Như vậy thì cái quá trình truyền chuyển động mà nó có không có thẳng trục thì cái khớp nối này nó sẽ đảm nhận được. Ở cái đầu trên này thì chúng ta sẽ nối với cái motor. Nhưng cái trục cắt đăng này nó chỉ ra là 6 ly thôi. Trục motor là 10 ly. Do đó bây giờ tôi sẽ mài cái 10 ly này xuống còn 6 ly. Chúng ta gắn vào đây. Để cho cái việc mài trục của chúng ta nó chuẩn hơn, các bạn sẽ kẹp vào bình ắc quy cho nó vừa quay và chúng ta sẽ vừa mài luôn. Như này là ổn rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ dùng một cái thanh sắt này để gia cố cho cái khung này nhé. Nó sẽ ốp nó vào đây. Các bạn thấy là nó chuyển động rất là mượt mà rồi nha. Chúng ta đang kết nối nó với tấm pin. Giờ này là 3:30 rồi, nắng rất là yếu rồi nhưng mà vẫn còn chạy tốt. Tôi sẽ thử tăng nó lên này. Đó. Khi mà chúng ta sử dụng chúng ta tăng lên mà không nghe thấy motor nó rú, tức là cái điện áp nó vẫn đáp ứng được. Còn khi mà nó quá tải thì cái mạch này, cái motor nó tự ngắt luôn. Bây giờ tôi sẽ xếp cái mạch này vào trong cái hộp nhựa cho nó gọn. Đây các bạn có thể thấy tôi vừa mới gia công xong và bỏ nó vào trong cái hộp này. Đó. Nắng 5 giờ. Rất là yếu rồi. Bây giờ nó chỉ chạy được vậy thôi. Các bạn thấy cái motor nó sẽ gầm lên như vậy đấy. Trường hợp mà chúng ta tăng tốc lên, nó sẽ ngắt này. Nó quay nhưng có thể nó sẽ ngắt giữa chừng. Đó, nó ngắt đó. Tức là cái bộ này nó khi nó quá tải nó sẽ ngắt. Rồi bữa nay được ngày nắng đẹp, mình sẽ đi test thử cái bơm này cho anh em xem. Vẫn là cái con suối quen thuộc ngoài kia. Ở đây ánh sáng rất là phù hợp. Chúng ta sẽ xem là sức mạnh của cái bơm này nó sẽ ra sao khi đẩy qua cái cuộn ống là 50 m. Đây, ống đường ra nha các bạn. Kéo đi 50 m. Khá là dài tút ở trên kia kìa. Ở dưới suối ở dưới kia nha. Chúng ta sẽ đi theo đường dây. Đây, lên trên kia, xong lại vòng lại đây. Đây, cái lượng nước ra đây các bạn. 100 W. Cái này tóm lại cũng khá là nhiều hơn so với cái
video số 1 của mình rồi ha. Cái này chúng ta tưới cây là thoải mái rồi. Các bạn cứ quăng vào gốc cây xong các bạn chờ lát rồi các bạn quay lại chúng ta dời sang gốc khác. À, về phần chi phí chúng ta sẽ có là pin 100W là 1 triệu. À, cái đầu bơm nước máy phát cỏ là 150.000. À, motor không chổi than 24V 21W là 250.000. À, trục inox dài 50.000. Hai trục các đăng 35.000. Và một số cái chi phí khác thì tổng của chúng ta lại khoảng tầm 1,5 triệu thôi. Thì chúng ta sẽ có cái nguồn nước nó mạnh như thế này. À, video xin kết thúc tại đây. Thì với cái video tiếp theo mình sẽ tăng cái công suất motor lớn hơn. Sử dụng cái loại mà nó dễ đảo chiều quay hơn để hướng dẫn cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.